Chào cả nhà mình nghe. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Hôm nay mình để cho cả nhà một món này nha cả nhà. Cả nhà thấy cái gì không? Này là đuôi bò cả nhà. Bây giờ mình sẽ để cho cả nhà mình một món đuôi bò hầm với hạt sen với táo đỏ nha. Táo nè, mình có táo nè, có nấm nấm đông cô nè. Đây mình có cà rốt với táo táo tàu cả nhà, táo đen á, mình có mấy 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 cái táo đen này kỹ tử cả nhà, mình nấu chung lại. Rồi này đuôi bò mình rửa sạch rồi mình luộc cái cả nhà, luộc mình lấy ra rồi nè, mình xả nước lạnh lại cho nó sạch rồi nè. Đó thì giờ mình hôm nay mình tặng cho cả nhà đuôi bò hầm hạt sen với táo tàu. Món này ăn ngon mà bổ dưỡng lắm cả nhà ơi. Cả nhà mình yêu thích thì nấu cho gia đình của mình ăn nha. Mình sẽ tặng cho cả nhà một món này để cả nhà mình nấu cho gia đình mình ăn. Táo tàu nấu hạt sen với đuôi bò nha cả nhà. Thiệt Trinh biết. Mình có nồi nước sôi cả nhà, nó đang sôi bùng ngục nè. Bây giờ mình thả đuôi bò vô cả nhà. Cả nhà ơi, cái nồi nước đuôi bò của mình bỏ vô nó sôi cả nhà. Bây giờ mình thả cà rốt vô cả nhà. Bỏ mấy cái viên táo đỏ đen này vô, mình bỏ cà rốt vô. Rồi cà rốt nó cứng á, bỏ cà rốt vô mình quậy cho nó đều lên với táo á, rồi chừng chút nữa thì mình bỏ mấy cái kia vô, hạt sen rồi tại mấy cái loại kia nó mau chín lắm cả nhà. Cho nó sôi lên chừng 1-2 phút mình bỏ hạt sen vô đó nha. Cả nhà ơi, bây giờ mình bỏ hạt sen vô cả nhà. Nồi nước sôi rồi, giờ mình vớt cái bọt cái. Mình bỏ hạt sen vô đó nha. Hạt sen vô cho nó ngon. Cả nhà thấy ngon không? Mình bỏ nấm đông cô vô luôn. Rồi, giờ bắt đầu mình bỏ táo vô, táo tàu, táo đỏ. Bỏ vô nó hơi tràn nước cả nhà, bớt nước cho bớt cho nó cạn lại ngồi bỏ vô. Mình nấu thêm 20 phút nữa cả nhà. Kỹ tử vô luôn cả nhà ha. Nhà thấy ngon rồi. Ngon lắm cả nhà ơi. Mình nấu thêm 20 phút nữa nghe cả nhà. Cả nhà ơi, cái nồi đuôi bò nấu hạt sen của mình nó đã chín rồi nha cả nhà. Đó. Nhà thấy ngon không?
lâu lâu mình nấu tẩm bổ cho gia đình mình ăn nha cả nhà, ngon lắm cả nhà. Bây giờ mình múc ra ăn nha, mà cả nhà thưởng thức cùng mình nha. Cả nhà mình nấu thử cho gia đình mình dùng đi, ngon lắm. Giờ nó chín nó mềm nó bò luôn rồi. Nấu bây giờ cũng một tiếng nữa cả nhà. Rồi giờ mình múc cái tô mời cả nhà nha. Rồi, giờ mình mời cả nhà nghe dùng với mình nha cả nhà. Một tô tươi bò hầm hạt sen táo đỏ, quá tuyệt vời luôn cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi, mình đói bụng quá rồi. Giờ mình mời cả nhà nha. Làm gì mình đói bụng quá rồi, mình mời cả nhà ăn với mình nha. Mình cũng xin cảm ơn các bạn, ăn xin cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của mình. Chúc cả nhà mình có một món ăn ngon, gia đình mình ai cũng yêu thích hết. Xin cảm ơn cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Nếu mà cả nhà yêu thích video của mình thì bấm cho mình xin một like nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà yêu thích video của mình thì cho mình bấm cho mình một like, mình biết mình nấu thêm món kế tiếp cho cả nhà dùng nha. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye.